giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Orange bất ngờ đáp trả khi bị Châu Đăng Khoa cấm hát Người Lạ Ơi. Ồn ào giữa Châu Đăng Khoa và Orange trở thành tâm điểm của nhạc Việt những ngày qua. Cùng với đó, số phận của các ca khúc Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi hay mới nhất là Chân Ái do Châu Đăng Khoa sáng tác, Orange thể hiện cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho rằng Orange sẽ rất ngại ngùng nếu vẫn hát ca khúc đó. Bản thân nam nhạc sĩ cũng không thoải mái khi Orange một mặt thì đối xử với tôi như vậy, mặt khác thì vẫn hát bài hát của tôi. Do vậy tôi cho rằng Orange đừng hát ca khúc của tôi nữa và cũng đừng nhắc đến tôi nữa. Chúng tôi không nên liên quan đến nhau. Liên lạc với Orange trước quan điểm của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa về các ca khúc do nữ ca sĩ thể hiện, đại diện của Orange cho biết ngay từ đầu, phía nữ ca sĩ đã xác định không thể tiếp tục hát Người Lạ Ơi hay Chân Ái. Khi đã lên tiếng tố như vậy, Orange cũng xác định là không hát các ca khúc của Châu Đăng Khoa. Do vậy không phải đợi đến khi cấm mà là chúng tôi đã quyết định không hát Người Lạ Ơi hay Chân Ái nữa. Đại diện Orange cho hay, chú thắc mắc, nếu không có Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi hay Chân Ái, Orange sẽ hát gì khi không có hit? Người này cho biết Orange sẽ nỗ lực sáng tác và tìm kiếm ca sĩ. Mọi người biết là bản thân Orange cũng có khả năng sáng tác. Thời gian tới chắc chắn Orange sẽ phát triển khả năng này. Về việc đền bù MV Chân Ái như yêu cầu của Châu Đăng Khoa, phía nữ ca sĩ khẳng định trước hết hai bên cần minh bạch trong tiền tài trợ nhận được và số tiền đã đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ làm việc với luật sư để xem phải đền bù bao nhiêu hoặc có phải đền bù hay không. Phía Châu Đăng Khoa cho rằng phải đền bù không có nghĩa là chúng tôi chắc chắn phải đền bù. Trước đó Châu Đăng Khoa khẳng định theo hợp đồng cả Lily và Orange đều phải bồi thường mỗi người 5 tỷ đồng khi rời khỏi công ty. Nhưng nói thật tôi cũng không có ý định bắt các bạn trả 5 tỷ đồng vì tôi nghĩ chắc các bạn cũng không có tiền. Chỉ hy vọng khi không làm việc với nhau các bạn vẫn sống tốt. Nhưng công ty cũng là nơi làm ăn, không thể như cái chợ, muốn đi thì đi, muốn vào thì vào. Lily sẽ phải đền bù số tiền mà chúng tôi đã đầu tư cho MV Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ. Và Orange buộc phải bồi thường MV mới nhất là Chân Ái. Anh cũng nhấn mạnh, các bạn cần hoàn trả đầy đủ, đó là về tài chính. Còn về tình cảm, các bạn có không bao giờ trả hết được. Còn cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ giao cho luật sư để làm đúng luật và theo hợp đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.